Trong ví dụ này, chúng ta sẽ thực hiện việc chèn thêm bảng vào Excel 2007. Đối với cái người dùng Excel hay là những người nào biết đến Excel thì việc chèn thêm bảng có lẽ là một việc hơi lạ. Tuy nhiên là đối với Excel 2007 thì đây chính là một trong số những cải tiến rất lớn của chương trình Excel 2007. Bởi vì là khi chúng ta đưa cái nội dung dạng dữ liệu thông thường này vào một cái đối tượng gọi là bảng trong Excel 2007 thì chúng ta sẽ có rất nhiều cái chức năng hỗ trợ khác. Và để thử cái thao tác này, thứ nhất là chúng ta chỉ cần đứng vào cái phần dữ liệu nằm trong cái bảng mà chúng ta muốn chuyển đổi. Tiếp theo, sau khi chúng ta chọn vào một ô bất kỳ trong cái bảng này rồi thì chúng ta vào thẻ Insert. Và trong thẻ Insert chúng ta có thể thấy ngay cái nhóm có tên là Tables nằm ở đầu tiên. Và trong cái nhóm này chúng ta sẽ dùng cái công cụ tên là Table để đưa cái bảng vào trong Excel. Thế sau khi chúng ta nhấn nút này rồi, chúng ta thấy rằng Excel đã tự động chọn hộ ta cái vùng mà sẽ được chuyển đổi thành bảng. Và nếu mà chúng ta có cái sự thay đổi nào đấy khác, lấy ví dụ như cái vùng này có thể là chưa đúng với ý chúng ta muốn, thì các bạn có thể dễ dàng thay đổi lại cái cỡ của cái vùng. Một cái lựa chọn tiếp theo ở phía dưới này mà chúng ta cũng cần chú ý, đấy là nếu chúng ta có cái dấu lựa chọn ở đây thì có nghĩa là cái bảng dữ liệu bình thường của chúng ta nó sẽ lấy cái dòng trên cùng làm dòng tiêu đề. Và trong trường hợp chúng ta bỏ dấu lựa chọn ở đây đi thì cái dòng trên cùng hay là dòng tiêu đề của chúng ta bình thường sẽ được coi là một cái dòng dữ liệu như các cái nội dung phía dưới. Thì trong trường hợp này thì đương nhiên là chúng ta để nguyên cái dấu kiểm ở đây và chúng ta nhấn OK. Thì sau khi mà các bạn nhấn OK, các bạn có thể thấy ngay cái sự thay đổi về mặt định dạng của cái bảng. Trong cái bảng có phần đẹp hơn một chút so với cái dạng bảng như bình thường, cho thấy rằng là cái format của bảng rất là tốt. Ở trên có sự thay đổi của các cái tiêu đề, ở phía dưới thì các dòng chẵn, dòng lẻ có sự phân biệt khác nhau. Và nếu mà các bạn để ý một chút, các bạn có thể thấy ngay rằng là nếu chúng ta dùng bảng thì đã có luôn cái chức năng về lọc dữ liệu ở đây. Và ngoài ra nữa thì chúng ta có thể để ý phía trên cái thanh ribbon, thì trong thanh này đã có thêm một cái thẻ gọi là thẻ ngữ cảnh. Cái thẻ ngữ cảnh này thuộc về nhóm công cụ bảng có tên cái thẻ là design. Thẻ này liên quan đến việc là thiết kế cái bảng của chúng ta như thế nào. Và đương nhiên, nói về thẻ ngữ cảnh thì chúng ta biết một việc, đấy là nếu chúng ta kích ra ngoài thì các bạn sẽ không còn thấy cái thẻ này nữa. Và nếu chúng ta kích đúng vào cái đối tượng, tức là kích vào một trong số các ô trong bảng, thì cái thẻ ngữ cảnh lại hiện trở ra. Thế đối với cái bảng dữ liệu ở đây, có thể là chúng ta sẽ thực hiện nhiều cái thao tác đối với bảng này. Tuy nhiên, nếu các bạn không muốn sử dụng, không muốn làm việc với cái dạng bảng như thế này nữa, chúng ta có thể chuyển đổi cái bảng của chúng ta thành cái dạng bảng bình thường. Thế để chuyển đổi dữ liệu bình thường thì các bạn có thể để ý một chút là phía trên trong cái thẻ design có nhóm công cụ, và trong cái nhóm tools ở đây chúng ta có cái chức năng có tên là convert to range. Thì nếu các bạn nhấn cái nút này, chúng ta có thể chuyển đổi cái bảng của chúng ta quay trở lại thành cái vùng dữ liệu bình thường. Và nếu chúng ta chọn yes thì như các bạn thấy ở trên hình, cái bảng đã biến mất. Các cái chức năng liên quan đến bảng, có nghĩa là cái thẻ ngữ cảnh design, cái thẻ design trên này đã biến mất. Các cái nút liên quan đến việc lọc dữ liệu cũng đã không còn. Riêng cái phần định dạng thì nó vẫn để nguyên trở lại như cũ. Và nếu các bạn muốn bỏ định dạng thì thực ra có một cái cách cũng rất đơn giản thôi. Đấy là chúng ta lựa chọn toàn bộ cái phần văn bản mà chúng ta muốn loại bỏ định dạng. Sau đấy chúng ta vào thẻ Home. Trong thẻ Home các bạn đến nhóm Styles. Và trong cái nhóm Style chúng ta chọn là Cell Styles. Và các bạn chỉ cần nhấn Normal. Thì lúc đấy toàn bộ format trên cái phần dữ liệu ở đây cũng sẽ biến mất.